xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu ra San ATS 610, giá xe là 5.650.000, giá xe là 5.650.000. Xe sử dụng cấu hình như sau: 3 đĩa 7 lít, tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano, vỏ khung sườn là Zan, cuộc nhúng Zan, cuộc nhúng lò xo Zan. Bây giờ shop sẽ quay cho các bạn xem cấu hình của nó nha. Con này giá ở hãng là 5.850.000 nha. Con này mình bán giá rẻ được xíu thôi, tại con này mình không có lấy, nếu các bạn cần thì mình lấy cho bạn. Khung hộp kim nhôm, phụ hộp kim nhôm, bộ đề Shimano TX35, phanh 3, phanh đĩa cơ, vành hộp kim nhôm 2 lớp, lớp xanh 2, lớp địa hình 26x1.95, trọng lượng 11,5kg. Tay đề là Shimano nè, 3 đĩa 7 lít gan. Mã xe là ATX 610, giá xe là 5.750.000. Con này cuộc nhúng lò xo, có thắng đĩa ATX 610, cùi đề đĩa là Shimano Tuny, cùi đề lip là Shimano, lip là lip 7 Shimano. Xe là 3 đĩa 7 lít, màu sắc là trắng cam. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676, hay tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Nhân Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Đây là cửa hàng Zan nha các bạn nha. Đó, hôm nay shop đi phá cửa hàng Zan, đi quay tá lả luôn cho các bạn coi nha. Và bữa shop có dịp shop đi vòng vòng, shop quay thêm nữa cho các bạn coi nhiều nhiều cái nữa hay hơn nữa. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ.